chào các bạn đến với kênh YouTube Phiêu Đồng. Đề tài hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là Cộng sản Việt Nam được gì trong cái mùa dịch này. Khi mà các bạn nghe cái tiêu đề là các bạn lạ đúng không? Nhất là những người nước ngoài mà nghe là mùa dịch mà nhà nước được cái gì chuyện đó lạ vô cùng, nhưng mà điều đó là điều bất thật. Sau đây là lần lượt tôi phân tích cho các bạn nghe nhé. Cách đây hơn 2 năm, khi đại dịch mới bắt đầu thì cả thế giới này đương đầu với đại dịch một cách rất khó khăn. Ngay cả Bắc Mỹ cũng rất khó khăn. Châu Âu cũng rất khó khăn, và cả thế giới này hai tàu nó chào nhau. Người nhiễm và người chết rất là nhiều, nhưng mà trong khi đó Việt Nam chống dịch giỏi. Việt Nam chống dịch giỏi. Nhân dân và nhà nước, nhân dân và đảng chính phủ đồng lòng chống dịch. Mặt trời tỏa sáng Việt Nam. Thế giới này tan rồi, thế giới chìm trong bóng tối, vân vân và vân vân. Cho nên ngay cái đầu mùa dịch, cái uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nó lên ghê gớm lắm, dân tình quý đảng ghê lắm. Báo chí ngày nào cũng đăng Mỹ chết chừng này, nhiễm chừng này, Canada chừng kia, châu Âu chừng nọ, Úc chừng kia, cả thế giới này chìm trong đại dịch. Nhưng mà Việt Nam chống dịch giỏi, có vài ba người bị, không ai chết hết. Cho nên nó cũng uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam nó lên rất là cao. Trong thời gian chống dịch, nhân dân tin tưởng vào đảng tuyệt đối. Báo chí đảng ngày nào cũng rêu rao cả thế giới này chìm trong đại dịch, nhưng Việt Nam rất thành công. Đó là cái lợi thứ nhất, là một cái lợi rất là lớn mà Cộng sản Việt Nam đạt được. Đó là lấy lòng tin được từ dân chủ. Cái này quan trọng ghê gớm. Dân đâu có biết gì, chỉ thấy cái số liệu báo cáo cho dân chúng và báo cáo trên WHO nói như thế, và số liệu dịch bệnh và người chết của thế giới nói như thế. Việt Nam chống dịch vô cùng giỏi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấy được niềm tin của dân chúng rất lớn trong thời gian đầu chống dịch. Tôi thấy có một số người trước đây chống cộng nha, nhưng mà từ khi đại dịch nó ùa tới, bùng tới lúc thời gian đầu, thì người ta lại bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam rất kịch liệt. Người ta yêu quý Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta yêu quý Bắc Trọng và Chú Phúc, người ta yêu quý ông Võ Đức Nam. Phải các bạn, đó là cái lợi thứ nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam được gì nữa? Được nhiều thứ lắm các bạn. Và sau đây là cái lợi thứ hai. Cộng sản Việt Nam nói sản xuất bộ kit mà đâu có lao được đâu, ô hào là bán bộ kit ra khắp nơi trên thế giới. Cuối cùng phải, cuối cùng là các nước phải cho bộ kit đi mua, không có nhưng mà cho nhiều hơn. Người ta tài trợ cái bộ kit để kiểm tra Covid-19, nhưng mà lại đem cái bộ kit đó đi làm dịch vụ với dân chúng. Bá đạo thiệt. Kiểm tra Covid-19 tôi nghe nói có nơi thì lấy 500 ngàn, có nơi thì lấy 700-800 ngàn một lần, và chỉ có hiệu lực vài ba ngày, lần sau muốn kiểm tra lại lại tốn tiền. Bá đạo. Cái lợi thứ ba là gì? Đưa vô cái chỗ tập trung cách ly, thu tiền cắt cổ, hợp tác kinh doanh các khách sạn, thu tiền cắt cổ, tiền cách ly cắt cổ. Đó là cái thứ ba. Rồi cái lợi thứ tư là gì các bạn? Nhiều lợi lắm. Đi xin vaccine ở thế giới đâu có mua được gì đâu, đi xin trong COVAX, rồi đi xin nhiều nước trên thế giới, có đó, trong đó có Mỹ, Canada, Úc, Đức, vân vân, Nhật Bản nữa, rồi đem cái vaccine nó về bán cho dân. Trời ơi, lời đặt. Người ta nói một vốn bốn lời, mà đằng này là không có vốn nào hết,
có hàng trăm hàng triệu lời. Giá vaccine Trung Quốc 280.000 một liều, Pfizer của Mỹ 1.050.000 một liều, vân vân và vân vân, rất là bá đạo. Giàu to, giàu to, giàu to chừng đâu không đã thấy giàu rồi mà các bạn. Và cái lợi cuối cùng mà theo tôi phân tích, cái lợi này mới ghê gớm, cái lợi này mới kinh khủng, tức là vừa chống dịch bệnh mà vừa phát triển kinh tế. Tôi hỏi các bạn, cái thời buổi này phát triển kinh tế cái gì? Phong tỏa, giãn cách, cách ly, buôn bán gì được đâu mà phát triển kinh tế. Vậy mà Cộng sản Việt Nam vẫn phát triển kinh tế được. Hay vào đó, cho tôi uống liền cà phê tôi nói tiếp nha. Cái lợi nhuận mà thu được sau đây nó hơi tàn nhẫn một tí, nhưng mà tôi sẽ nói cho các bạn biết, đó là lợi dụng cái đại dịch này, lợi dụng cái đại dịch này, cộng sản thiêu đốt tất cả những cái người dân mà người ta cho đó là dân tộc sản, dân ăn bám, đó là cái loại dân Việt Nam cấp 4 giống như tôi nhưng mà vô học. Tiêu hủy. Như các bạn biết, ở Việt Nam mà vào bệnh viện là phải tốn tiền lắm. Dịch Covid-19, nhiễm bị dịch Covid-19 vào bệnh viện còn phải tốn tiền. Mà không tốn tiền, bệnh bình thường là phải đi ra ngoài chơi, về nhà tự chết, kêu bỏ học yên chữa. Nhưng mà đối với dịch Covid-19 là không thể đưa về nhà tự chữa được, tại vì nó sẽ lây lan cho gia đình, lây lan cho khu phố, lây lan cho quận huyện và lây lan cả thành phố. Cho nên người nào mà không có tiền mà bị nhiễm Covid-19 thì phải đem đi tiêu hủy, đem đi hỏa thiêu, coi như hỏa thiêu người và hỏa thiêu luôn virus corona chết hết, chứ không thể để ở nhà được, không thể để ở nhà với các bệnh bình thường khác được. Như vậy qua cái đại dịch này, cộng sản lợi dụng cái đại dịch này để xóa sổ những cái loại người Việt Nam mà người ta cho rằng đó là những loại ăn bám, những cái loại ăn bám xã hội, và đó là công dân Việt Nam hàng bét. Dân số Việt Nam quá đông, người ta cần loại bớt, và nhất là loại những cái đá mà người ta cho rằng là vô dụng này thì kinh tế nó sẽ phát triển. Dân bớt đi, kinh tế sẽ phát triển. 100 triệu dân chứ không nhiều, thì giữ lại những cái người công dân mà hạng nhất hạng nhì, đó là con cháu cộng sản. Và những cái loại nào có quan hệ tốt với cộng sản đủ rồi thì còn ba cái thứ dân đen ngu dốt, không nghề không nghiệp, bệnh hoạn, chỗ ở cũng ta chỗ ở, làm việc thì cũng ta làm việc, vô mà nghề đổi nghiệp, nhân cơ hội này tiêu hủy sạch. 100 triệu dân bây giờ bớt đi giờ 30 triệu càng tốt, thì lúc đó kinh tế phát triển được. Đó là cái bài phân tích của tôi phân tích rất là khoa học các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Nếu các bạn nào thấy video này hay thì like và share giúp tôi. Nếu các bạn mà chưa đăng ký hãy bấm nút subscribe nha. Điều đồng rất cảm ơn. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày mới bình an và sức khỏe.